Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt khẩn cấp người đàn ông phóng hỏa đốt hai nhà hàng xóm để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng có mâu thuẫn với một nhà trong sinh hoạt hàng ngày. Nhà hàng xóm thứ hai phát hiện vụ phóng hỏa cũng bị đối tượng tạt xăng đốt luôn. Đây là đối tượng Huỳnh Tấn Duy, 37 tuổi, tạm trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khoảng 0 giờ ngày 25 tháng 10, nhớ lại mâu thuẫn với nhà bà N là hàng xóm, Duy nảy sinh ý định phóng hỏa trả thù. Duy tạt xăng vào nhà bà N và bật khò làm lửa cháy. Ông D là hàng xóm kế bên phát hiện vụ việc nên tri hô. Duy tạt phần xăng còn lại vào cửa chính nhà cạnh bên và bật khò khiến lửa bùng cháy dữ dội. Cả gia đình bà N và ông D đều không thể chạy ra ngoài từ cửa chính nên chạy lên gác, treo ra cửa sổ nhảy xuống đất làm bà N bị gãy chân, chấn thương cuộc sống.